Tụi tao nó lớn 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 không nghe coi. Em Quỳnh, em Quỳnh nói mùa thu tới, mùa thu tới là cái tháng 7, tháng 8, tháng 9 trong 3 tháng đó là cái tháng nào nó tới? Tháng 7, tháng 8 đi chơi, mày anh mày chị đó chơi một sòng ăn Tết, mấy đá thiệt đông, đá từ chợ lớn rồi rò cống trở về, đi cùng thành thị thôn quê, chú đi lục tỉnh rồi chú về thôi không à. Vậy đó chú. Dạ, vậy là tháng 7, tháng 8 hả? Dạ. Rồi anh nhắn, nãy giờ em Quynh nhắn gửi gì mà cư sĩ gì đó, cư sĩ cái vị này nó nói hả? Chính xác không? Để đó, nãy, để đó trên thành phố. Ờ, vậy hả? Vậy là em Quynh nói vậy là chính xác đi, rồi để coi coi như sao. Bây giờ là chúc em hả? Dạ. Bây giờ thứ 8 anh thấy nước ngoài thiên tai địa ách đều đủ các thứ chứ sao? Biết. Chiến tranh giặc giả giờ nó có đầy đủ trơn rồi. Nga sức đau binh gây đại chiến, Nhật Tàu chỗ mặt sấm dân gì, nó rõ ràng trơn rồi chú Tám. Thằng Mỹ á, anh ấy mới nghe tin nè, cái thằng Đài Loan á, chính phủ Đài Loan Mỹ á, nó kêu quân đội tập quân sự á, kêu một đoàn gì đó, kêu Đài Loan nó đưa một số quân á qua bên Mỹ á, tập quân sự á, mới qua nè. Dạ. Mới qua nãy mới nói ra nghe. Dạ. Thì nó tập bằng điện, nó huấn luyện đó đó. Dạ, như vậy mới đúng cơ trời. Chừng nào ngựa đá qua sông Phụng Hoàng xuống biển thì ông trở về. Dạ em cũng còn bị khan tiếng hơi á. Biết rồi, em Quynh nói nhiều quá. Nói nhiều đó. Vậy chứ bây giờ con hỏi chú, giờ thương quá sức nên ta bệnh gịnh. Đúng rồi. Quyết độ đời cho đến trung thân mà chú Tám. Biết rồi. Dạ. Đúng anh cuối mà, em Quynh phải là làm trên anh trên giao phó thì phải làm trách nhiệm cho nó hết luôn cái mạng cuối này nè. Cũng sắp sửa rồi, giờ nó găng quá rồi. Dạ. Có bạn này nó thấy găng rồi đó. Giờ thấy khổ lắm. Dạ. Cái người tu thiệt như chú Tám vậy đó, mong cha mẹ tổ thầy về, còn nhiều người ta không có tin tưởng, người ta nặng nhẹ đủ các thứ vậy. Dạ, đó. Đúng rồi. Mấy người nó nói thẳng, mấy người nói là nó theo thiên ma, nó có tù, nó rò mẹ chân. Tại nó còn cũ biết không, em Quynh nó giải thích mấy cái người mà đâu có ai, mày nghe mình hết người mà. Dạ. Nhiều có người tốt người xấu đó, bây giờ nên nhiều người nó rồi nghe đâu có ai mà nó tin em Quynh đâu, nói thiên cơ. Dạ. Có một số nó có tâm đạo, nó có tu, có Phật, có gì tâm đạo, thì dù sao em nói không đúng thì nó cũng im mà, tại vì nó theo Phật mà. Phật nó không nói gì hết, mà có mấy cái người mà nó không tu mà nó theo nói một em muốn nằm cái nói là cái tuổi nói là thiên ma là ma, nó là mẹ trần, nó có tiền, nó giàu của, nó hưởng thụ, nó ăn, bây giờ nó đang hưởng thụ, đang ăn sung sướng, rồi cứ nói chuyện này chuyện kia, tới giờ nó không có hưởng thụ sao. Dạ, bởi vì chửi mày, nó mày như nói vậy, nó cũng đang hưởng thụ, đang có tiền, nó đang hưởng mà hưởng ngon. Dạ. Đầy đủ cái gì nó hưởng, có tiền là nó hưởng được cái gì hết á, có nhà cửa đầy đủ, xe hơi. Đang hưởng thụ thì mày nói gì, nói cái này ra này, nó tất nó buồn thiên cờ tới rồi sao này, nói gọi nó giận. Dạ. Nó đang hưởng thụ mà nó một câu là hưởng thụ đi. Dạ. Mấy người nghèo thì không có sợ, nghèo nó ăn đồng tiền một ngày qua ngày, nó chết đi đâu, về thành chết thì dạ. Đâu có tiếng gì đâu, phải không em Quynh? Dạ. Nghèo quá. Dạ. Mấy người không có của cháy cho chết nữa, lẹ đi chứ khỏi cái lo. Dạ. Không, cuộc sống giờ khó khăn, ai cũng thất nghiệp thiệt, nói thiệt ai cũng thất nghiệp và khổ, ai cũng gì hết, tự tưởng gì đó. Mấy người nó nói gì, nó kể nó đi, mình em Quynh nhớ kêu tu lại làm đừng làm ác, chén thì nó cái chén lũ thôi, nó cái đũa vậy thôi cũng được rồi. Yeah. Nó nghe không nghe thôi. Yeah. Đâu có gì đâu, cũng đã vậy đó. Yeah, bởi vì dù ai có nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy mà chú. Bây giờ mấy cái người mà nói là nó bây giờ nó đang không có tin tưởng đạo Phật, không có tin tưởng gì hết, mà nó chỉ hưởng thụ ăn chơi vậy thôi, cứ kệ nó đi. Dạ. Mấy người cũng một số có tu, một số không có tu, mà nó đa số là tu ít hơn, mà mấy người không có tu thì nó nhiều hơn. Dạ. Tu cũng có nhiều mà cũng có mà ít, mà không có tu cũng nhiều.
nhiều lắm ạ. Dạ, bởi vậy cho nói chú Tám nghe, Phật với thầy giờ, ông tiên tri bây giờ đã lộ ra hết trơn rồi, còn gì nữa chú Tám? Hay là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh yêu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt rồi lập đời trở lại mà khắp lê thứ biến di thương hại, dùng phép màu để lập lại thượng quân, diệt thiên cơ cùng tỏ hết trơn cho trần hạ tường nơi lao lý mà chú. Chú Tám không thấy sao? Hồi nào giờ đâu mà Phật nói rồi câu hai nói, giờ nó lộ trơn rồi còn đâu nữa. Nga sức đau binh, Nga sức đau binh gây đại chiến, Nhật Tàu chỗ mặt thì sấm vang dày. Vậy đó chú. Đúng. Giải thầy nói đúng đi. Nói thiên cờ tới đi. Tới đúng chính xác 100% đi. Dạ, cho nên con nói với chú á, thời mà chỉ còn có một kỳ một này thôi, mà không tu thì nó uổng cái kiếp. Thời mặt pháp là kỳ đại xá, lực tu hành chẳng khó như xưa. Tại gia niệm Phật sớm trưa là cũng như chú Tám ở tại gia đó. Niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật đến đưa để đón về đó. Người sẽ có liên quê đợi gót. Còn lại thêm mà lộng phép che thân chú đi thím rồi đó. Lần này là việc tốt chàng. Không tu thì chẳng còn lần nào tu. Dạ. Rồi chú Tám nói đi. Hiện tại bây giờ này, bây giờ trước mắt, bây giờ hiện tại cuộc sống ở ngoài á, dân á vậy đó, là huynh nó cứ làm việc anh trên đi, rồi thuyết pháp thì người ta tu được bao nhiêu tu, chứ đừng có cái việc tu làm phước làm lành cứ làm gì đi, ai nghe không nghe thì thôi. Có một số là nó muốn hưởng thụ thì mình nói, nó đâu có nghe mày, nó không chửi mày nữa. Yeah. Thấy không? Nó hưởng thụ, nó hưởng thụ sướng quá rồi, nó tiên bạc nhân hết, nó cứ nói từng thế giờ nó không hưởng sao. Yeah. Nói gì đi, kệ nó đi. Bây giờ mấy người nghèo thì không có sợ chết, như là tôi, như là huynh nè, huynh nè, không có sợ. Tài sản đâu có nhiều, cứ một ngày sống qua ngày, chết đi đâu có giá cho nó lợi sớm nữa. Để tiêu diệt hết đi, rồi mới lập lại đời. Tôi thích vậy đó chứ, sống gì cũng chán lắm. Dạ, ai chữ mắng thì ta vợ đi. Thẳng bây giờ tôi sống đây tôi biết, sống mấy chục năm nay, từ nhỏ tới lớn đây tôi biết hết. Là người đó tôi không có thích, thấy khổ, thấy xã hội vậy, có người nghèo, có người này kia nọ, rồi buồn phiền, sanh lão, bệnh tử, ăn ngày nào cũng phải ăn, phải lo cái đầu óc, cái suy nghĩ, này không yên. Giá cho nó lập đời đời. Yeah. Lập đời đời đó, như là hai thức giữ gì ba thức gì đó, lập đời đời thì khỏi ăn. Người nào khỏi ăn, người nào thì khỏi có nhân quả. Người nào có khỏi ăn, có gì không ăn, năm hại cho phải có nhân quả, sanh ra nhân quả. Yeah. Chỉ có lập đời đời thôi, lập lại cái mạng này cuối cùng lập đời đời. Người khỏi có ăn gì hết, khỏi cái tranh chấp, khỏi có tham sân si, người nào cũng tu hết. Dạ, yeah, bởi vì chú... Đợi đang sẵn sàng đang chơi nè. Chú Tám ơi. Mà muốn đi đó, dạ. Yeah. Chú với thím là bên người Trung Quốc, mà chú với thím có duyên bên Phật quá chằng luôn. Giờ phút cuối này chú cháu mình gặp được vậy là cháu mừng lắm đó chú Tám. Sáng nào á, huynh là sáng nào ngủ thức dậy á, đánh răng xong là phải lấy nhang đốt xong rồi ngồi đọc bài, đọc kinh, đọc cái cuốn kinh á. Cuốn đó bị với 12 điều nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát. Mười hai đầu nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát lên tấn lắm à. Rồi cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát rồi niệm Phật nữa, tiếng niệm xong rồi mới đi đâu đi. Sáng nào phải đi thức dậy phải có cái cuốn này đọc. Yeah. Rồi mới đi, mới thoải mái được cái đầu óc, nó không có rồi khó chịu lắm. Dạ, đời sau này mẹ cứu chú mà. Đức Quan Âm đứng giữa không trung, quá phép thần cho trăm quan cụ, đặng diệu dứt tín đồ giáo chủ, kẻ nghịch trời chừng đó tiêu tan. Giao đức thầy cảnh Phật Tây An, miền cũng láng ngày sau vui đẹp hay gì đó chú. Dạ. Hồi sáng á, em Minh biết không, em lâu lâu á chị Quynh nó buồn á, lâu lắm mấy tháng lâu mới lắc xong của mẹ Quan Âm Bồ Tát. Cậu xin mẹ quỳ xuống, mẹ ơi cho biết cái thời bây giờ sao, mẹ nó cứ lợi nó, mẹ nói mấy cậu thôi, kêu bây giờ tới đâu tới, đừng có suy nghĩ nhiều. Có thời nó tới là cái mùa thu gì đó, nó nói mùa thu mùa gì tới à, mẹ nó cái cuốn này sâm 65, tối 65 của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, mẹ nó cho cái sâm nó dặn mình, nhưng mình đừng có lo, cứ vậy đi, chờ đi, thời nó tới vậy. Mẹ nó đừng lo, đừng làm sai. Đúng đó, rồi, mẹ nói vậy đi, mấy cuốn nó nói mấy câu, không có nói nhiều, không có nói làm ăn vụ, mẹ nó không có lo vụ làm ăn tiền bạc gì hết, chỉ nói mình khuyên mình tu thời bây giờ là phải làm đúng mấy cái câu nó nói đó. Dạ. Mẹ dặn á. Dạ, bây giờ tôi nói đúng rồi, mẹ dặn nè, nó có người lắc xăm này, nó dặn nó người lắc xăm mẹ dạy vậy, mẹ nó cho cái xăm, chứ không phải là mẹ tính lâu lâu mình lắc ở nhà thôi, buồn á, mình hỏi mẹ thôi, cho mẹ biết mình sao chỉ dẫn mẹ vậy đó, cho mẹ nó dặn mình vậy thôi, vậy mình yên tâm. Trong xăm
Nếu mà vậy thì chú vậy là cũng được cái mai viên mẹ để cho chú biết rồi đó. Kêu chú bình tĩnh đi, đừng lo gì hết, thấy không? Đúng rồi, nó kêu ở việc thôi, bây giờ ở đâu ở đó mẹ nó dặn vậy thôi. Không có dặn kêu mình cho vật chất làm ăn cái gì, mẹ không có không có chỗ này. Mình làm có làm lành gì để tốt rồi mình đi. Tao để động mang ác mang tội như như em Vinh dặn vậy đó. Phải làm rất tốt lành như nó cái gì nó cái gì chén nó cái chén gì đó, nó nói bây giờ đừng đừng miệng đừng nói gạt này người kia, nói có gì nói cái nấy. Nó thật thà ở gia giờ mới tu nó vậy đó. Mẹ mẹ ý là kêu mình nó chứ tỉnh táo. Dạ đúng rồi, tỉnh táo lợi thời bây giờ nó vậy đó. Mẹ dặn lại tôi nói cái sao mà tôi cho bà nghe. Mẹ quan âm dặn gì là mấy câu này quan trọng nè, mẹ dặn không có nói gì hết, nó dặn mình biết thôi. Bây giờ mình già cả mình đi làm ăn cái gì, đi xin tiền cái gì. Nghe mình tu mà đâu có mê cái này. Bởi vì có là có, không có thì thôi. Dạ con nói với chú Tám mà. Bởi vì con nói với chú nè, người hiền đức như chú với thím gì đó, hãy lo bình tĩnh đi, tâm hướng về Đức Phật A Di hoặc Quan Âm Bồ Tát vậy thì sẽ đến trường Thi Di Lạc vậy đó chú. Bây giờ á, tôi ngồi vậy đó, ngồi như tôi niệm á, em Quỳnh biết không? Quỳnh ngồi vậy, ngồi nhà vậy đó, ngồi ngó xong rồi ngó rồi niệm trong tâm 12 lời nguyện của Quan Âm Bồ Tát, 12 lời nguyện. Đọc quen rồi, 12 lời nguyện, 12 của mẹ là quan tâm ai mà đọc ấy, mẹ cứu liền, linh ứng, mẹ nói vậy là phải có thành tâm, với chú Đại Bi. Chú Đại Bi đọc á, đọc chú Đại Bi mà huynh nó đọc chú Đại Bi khỏi coi sách với lục, 12 lời nguyện của mẹ đọc quen rồi, đọc sách rồi đọc đi liền, đọc thể lắm. Dạ, bởi vì... đọc quen rồi mấy chục năm rồi. Bởi vì con nói với chú á, 10 phần mà hết 7 còn có 3. Hết hai mà còn một mới ra Thái Bình nữa chú. Thì còn có một phần thôi là không tới năm nào. Năm nào mới sang còn một phần. Dạ từ đây tới năm tức đó chú. Năm tức còn mấy năm nữa ha. Sang hết luôn á. Sang đó, việc hết mà. Bá gia như phá không chìa, tháng tư năm tức giao chìa cho bá gia, yên nơi yên cửa yên nhà, đố ai tranh đặng ở nước nhà Tây An ơi. Quá rõ không chú Tám? Đi. Thì con nói với chú á, cái thời ạc pháp này nè, cho nên á, chú ráng tu đi, tu một thở cứu thân mà vĩnh kiếp đó, độ được mình còn vớt mẹ cha, tiền tho một chiếc sấm ra, tất nhiên chở hết là cả nhà xuống đi đó chú à. Ở đây em Huynh năm ơi. Huynh dặn em là em đi mua, em Huynh á ở tỉnh An Giang có người nào bán thuốc nam mà em Huynh mua cái gì đó, cái gì mà trái trái lại gì đó, la hán quả. Em Huynh biết la hán quả không? Biết. La hán quả là nó trị ho đàm nó hay lắm mà con. Em Huynh mình đi thuyết pháp nhiều quá ảnh hưởng khô càng cổ họng hay là gì đó, muốn lan quả là nó mát trong cái cổ, cái nó chỉ cái cổ họng của mình nó nóng. Dạ con đã. Nói nhật đâu có nhiều tiền đâu, mua mấy trái em Huynh một cái 5.000, em Huynh đóng hai trái nấu chút xíu nước vô để nó hơi đợt đừng đậm quá vừa rồi em Huynh mua đường phèn á, mua đường phèn chút xíu để vô em Huynh em uống có tủ lạnh thì để tủ lạnh uống mấy ngày đâu có sao. Dạ. Như uống nước vậy đó, lan quả dễ tiền, lan quả là chỉ cổ họng, em cứ lấy cái nó uống, mua nó uống đi. Dạ. Của Trung Quốc á, lan quả nhé, lan quả về nấu bóp nó nát cái da, giờ nấu nó da màu. Yeah. Mà bỏ xíu đường phèn uống ngon lắm. Đường phèn bỏ vừa thôi, vừa ngọt ngọt chút xíu, đừng ngọt quá. Rồi em Huynh cứ để nó một lon uống từ từ. Yeah. Uống 2-3 ngày cũng được, có tủ lạnh thì để tủ lạnh, không có thì mới uống một ngày. Yeah. Pha một trái, hai trái có màu rồi uống chỉ có hồng nó mát lắm á. Dạ chú Tám ơi. Đó, thấy bên nước ngoài bây giờ nó thì diễn biến đủ chỗ hết trơn, thấy không chú Tám? Có còi bạo lục Trung Quốc nữa. Quá bạo thì... lục cái này kia. Còn thằng Mỹ nữa, Mỹ rồi nó không bị nữa. Đúng rồi. Thằng Mỹ bây giờ nó bị nghiệp á, bị phạt, bị nghiệp á. Nên nó phạt luôn cả Mỹ á, dặn Mỹ luôn là các nước á, nhiều nước lắm á. Chừng quê nó rụng, nước tràn năm châu mà chú Tám, quê là quê Kỳ đó. Thì đời xưa trái báo thì chạy, đời nay trái báo là một chi nhắn tiền. Ngày xưa nó bỏ bên Nhật Bản hai trái bơm, thì bây giờ phải chịu lại thôi. Sao cái này phải chịu lại đau đớn gì đó, thì cái lực nhân quả này mà phải chịu thôi.
Dạ. Biển nghiệp à, còn lại nước động biển nghiệp hết à. Dạ con nói Nói ra nói ra nước động biển nghiệp hết à. Nghe nói Lại Loan là mất luôn á. Đầu Lại Loan cái này nó bị mất Lại Loan luôn á. Dạ. Không có bản đồ luôn á. Ông Phương Linh á, nghe Phương Linh nói ông Phương Linh á. Mẹ Quan Âm Bồ Tát cô xuống nói là nói là Lại Loan sau đây nó mất nước luôn á. Nước nó không có luôn á. Dạ. Bởi vì Lại Loan á. Dạ bởi vì nó nước bị lắm. Dạ, gán lên chú ơi, bây giờ nó thời kỳ mạt pháp nó đã cuối cùng kỳ mạt pháp rồi. Nó chú thấy cái năm Tý Sửu là mở hội đó, hội Tý Sửu khai thiên tịch địa đó, trong hai năm đó đó chú thấy khủng khiếp không? Bây giờ em Quỳnh không? Bây giờ em Quỳnh đang nói Tý Sửu á. Còn Quỳnh á ngồi ngay cái cửa này nè, cứ đang ngồi nói chuyện á, em Quỳnh nó ngay cái cửa đây nè, suy nghĩ lại hai năm trước ngồi như vậy sợ thấy mẹ ngồi nói hoài, cửa đóng hoài, cửa đóng kín hết không dám mở cái cửa hở hở mà để mình thở hơi, sợ cái khí độc khó độc lại thở thấy vậy luôn á. Là bây giờ ngồi đây cũng suy nghĩ lại rồi, ơi cái 2-3 năm trước ngồi đây nó đóng cửa đóng lời, giờ ở ngoài nó chặn đường hết, hẻm thì nó chặn hết, mà đường ngoài nó chặn hết, đi đâu nó không có ai đi ra ngoài được hỏi đó. Có nó bắt nó phạt, trời suy nghĩ lại sợ quá, nhốt vào trong nhà như là nhốt tù, như ở trong tù vậy đó. Ai có hỏi tôi nói sao, ai ngồi cái như ở tù vậy đó, nhốt trong tù ở phòng đi đâu hết ở tù đâu có đi ra ngoài được, đi đâu được, chỉ đóng cửa hoài à, không dám mở cái cửa giá nữa, sợ khi đọc nó vô với đi mua cái gì mà không mua được hết à, đồ ăn thì nó lên giá rồi đi mua gì đâu có chợ đâu gì đâu, suy nghĩ lại sợ lắm, chứ không ai anh ta nó một số nó không quên hết rồi, đi mê quá nè kìa. Giờ suy nghĩ lại có 2-3 năm nay chứ đâu có xa đâu. Dạ đúng rồi. Gần gần đây thôi suy nghĩ sợ lắm. Thì lắc nghe này chết rồi, chết rồi lối xong tháo trò mày chết nữa, tự nhiên chết mai chết giờ mày chết rồi, nghe nó cho sợ quá. Phường nào cũng có hết, quận nào cũng có, phường nào cũng có, qua quận 6, quận 5 nó trời ơi xóm tung chết nhiều quá, phường này chỗ nó chết thả trời, chở xe nguyên xe đi rồi, ơi sợ ở đây cũng có nữa, chở xe đi đó. Dạ thấy lên thấy lên ô ấy là đã biết là cái xác, mấy cái xác mà đi lấy cái xác mà đi lấy cho còn lấy không được nữa, phải hẹn bao nhiêu ngày phải cho tiền nữa đó. Mấy cái xác đi lấy cái trò về đó không được, nó dùng nó đốt đốt mấy nó đốt này đốt kia đốt đốt cái chung mấy cái xác mà nhiều người nó đốt chung cái xác đó, còn mấy cái trò nó đem làm đỡ đâu phải là có trong trò mẹ chồng người chết ở đó đâu mà đủ thứ nó pha vô đốt xác vô rồi nó đem lại cái trò tụi mình thôi, chứ nó này ở cái trò của người gia đình này sao là cuối cùng nó pha vô mấy bao nhiêu người chết mà nó đâu có kịp đâu mà nó để từng người nó cho vào. Em Quỳnh biết không? Dạ. Nó pha vô lùm lum tà la hết à, thấy khổ không, phải tốn tiền chịu không à, chứ đâu có gì đâu, thấy khổ, suy nghĩ là khổ lắm á. Suy nghĩ là mình thấy ứng lạnh nữa đó. Thì bởi vậy là mình như vậy á, cảnh báo cho mình, cảnh báo á. Dạ. Là mình biết rồi đó, nó là cảnh báo à. Như vậy mới đúng trong cái lời kinh giảng của Phật mà chú. Cảnh báo cho mình biết mà cảnh cáo nữa là cái gì, là mình nó thẳng luôn, cảnh cáo là cảnh báo cho mình biết là đừng cái gì. Lúc trước mà vậy đó cũng sợ lắm rồi, chứ đừng nói mà không cái gì. Dạ, bởi vì chùa con thấy sợ lắm. Dạ. Chùa còn đây chưa thấy khổ đâu, chừng đức đích con trâu phá cổng đó là phá cửa nhà đó. Đến chừng đó thấy phơi trồng đóng mà đời hạ quân chết hết còn đâu, nó quá rõ phải không chú? Còn tổ trưởng á, tổ trưởng dân phố nó phụ trách á, hợp vừa hôm nó cấm đi đâu hết, mấy cái đường hẻm đâu nó chặn hết, không cho ra ngoài, tổ trưởng đi mua, đi ở đồng bát ánh cho đâu cho đem cải đem gì á, cải hay là dưa hay là khoai lang gì hết á, đem lại phát mỗi người chút chút cho cái thẻ, rồi nó thông báo ra ngoài lãnh đồ đi sắp hàng đi, trời ơi, ngày nào cũng lãnh mấy lần, hai lần, một lần, khổ lắm. Yeah. Không, suy nghĩ sao đâu có sung sướng đâu, suy nghĩ là thành ấy cũng ấn ấn rồi đó, chứ bây đừng có nói tam thế chiến cái một cái bột à, tiêu luôn, khỏi có nấu cơm, khỏi điện, không có cái gì không có, và ăn có mấy ngày là phải chết đói luôn á. Yeah. Khí độc nữa nó bắn, giờ điện không, nước không có, giờ phải dự trữ nước, nước mà nhiều khi nó không có điện sao nấu, có cái ai nó xài cũng hết rồi. Đừng có nói tới tam thế chiến thứ ba tới, chứ chỉ có vậy thôi đó, bữa họ mình dịch gì đó mình thấy cũng như là bị ớn rồi đó. Yeah. Cái kia tới là còn mệt nữa à. Dạ. Nhất là cái bom nguyên tử, nói thẳng cái bom nguyên tử nó bắn á, bắn và bắn lỡ cái đủ thứ độc nó bay bùm lum khí độc, hết vô cũng chết. Chứ đâu phải mà bắn đạn bắn súng đâu, mình
mình chạy mình trốn được. Cái này nó nguyên tử nó bắn một cái nổ bùng bao nhiêu xa cũng chết nữa, khí độc nó bay hết vô một cái nằm luôn, hổ luôn chứ. Thì ghê quá chú. Ừ, không phải giỡn, cái này là tham sử dụng nó bắn tham cái chiến mà nó bắn một cái đâu toàn người là chết à, không có cho nào thoát à, chạy đâu cũng bị hết á. Mày đi nấu đi ăn gì nấu cơm nấu giờ đâu có được. Cái nước đâu có uống được, nước độc ở ngoài. Giờ mấy cái nước đó mình mà đâu có mà uống tầm bậy bạ được. Dạ. Bởi vì tới một cái cũng chết nữa đó. Thì tôi biết mà. Bây giờ chỉ có bệnh dịch thôi là thấy mình cạnh mình chết mà thấy ớn luôn, suy nghĩ là tôi cũng ớn à. Dạ. Trời ơi khổ quá, đi đâu không được hết rồi mua đồ cũng khổ nữa. Có vàng có tiền thí dụ mình nó có vàng đi mua cũng khó nữa, có vàng đâu có ai bán đâu, đóng cửa hết à. À đâu có ai để thâu vàng không. Xài tiền. Xài tiền Việt Nam không? Chú ơi. Đó. Chú ơi. Dạ. Chú ở quận mấy? Tám. Để con đọc mấy đoạn này cho chú nghe nha. Vui thay là xứ Sài Gòn ngày sau chốn cũ mà nổi hòn vui hơn nữa chú Tám, đi ghê không? Đó, Sài Gòn gia đình ai ngờ nước đâu mà chảy lỡ bờ lướt cây đó. Đó gán đi chú ơi. Vì thời kỳ ba này đó thì theo như bây giờ chú nói là tam thế chiến nó bùng nổ ra rồi thì rất là đau khổ cho anh em quân đại, và nó thì ba này liên thử tay tay mà liên thử không đó. Nga Anh Mỹ tranh giành giao chiến thời khoa học văn minh tăng tiến, đưa hồn người vĩnh viễn ngàn thu luôn. Nhật Tàu sang Nam Việt mịt mù gieo gây gắt chăn thu tháng 9 đó. Gán cố lên chú Tám ơi. Mà ví dụ á, nó có tham thế chiến á, mình á phải là chết nhiều lắm á, tại vì nó bắn ở ngoài mà bắn khí độc, bắn gì mà đâu có biết đâu. Hạt nhân thì có nhiều, nó bắn qua bắn lợi, nó nhiều khi nó chơi khí độc này giết mẹ, giờ mình thích vô mình cũng chết á. Thì suy nghĩ lợi sợ lắm á. Mình khẩu trang phải chết nữa, nó bay lung tung hết chú à. Vậy đó chú ơi. Dạ. Kẻ ác gian trốn chạy đâu giờ, sao tránh khỏi mà thiên cơ lực định. Thiên là trời, lực là của cha. Cơ là của cha đã nói rồi, không có trốn khỏi. Còn người yên lành như chú vậy đó, cha mẹ và thổ thầy cứu chú hết trơn rồi, vậy đó chú. Dạ, biết rồi. Em Minh nói cảm ơn em Minh. Em Minh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Rồi em Minh á, nhớ Quỳnh dặn em là phải đi mua lãng quả về nấu là nó tiện thôi, nấu một nửa mấy năm 10 phút mà nó sôi cái nấu chút nó uống được rồi. Dạ. Bỏ đường phèn vô rồi để nó nguội mình uống cái cổ họng 100% này nó trị được, tại vì em Quỳnh nó nóng cổ họng nói nhiều quá nó ảnh hưởng với em Quỳnh có hút thuốc không? Dạ. Ủa mà xe nó đậu dập dìu mà thấy tiêu sát cái dưới này con coi dầm thấy ghê quá chú Tâm. Ồ ghê lắm mà chỗ gì ở Bình Chánh, chỗ gì là nghĩa địa lợi sát vậy, trời ơi lộ mấy cây số à. Mấy cây số à, sát rồi nhiều lắm, thấy mà nó có hoài cái mạng ở Bình Chánh này nè. Dạ nó. Ở Bình Chánh này đâu có mười mấy cây số, 15 cây số hay gì đó. Hay... Dạ, xe nói. À, nghĩa địa vậy đó. Dạ xe nó nói đuôi nó chờ rồi thấy ghê quá. Ờ, phải rồi. Bây giờ mình suy nghĩ lại cũng sợ, suy nghĩ lại thấy... chị nó biết cho mình, nó báo trước cho mình biết là thời bây giờ con người là phải tu, mình coi đã biết rồi, sắp sửa tới giờ vụ bệnh thấy không, chết nói giờ mấy chục năm đâu có đâu, hồi nói chiến tranh nói thẳng, hồi mà chiến tranh á mấy chục năm trước á chiến tranh á mới rồi á đâu có bắn qua bắn lại đâu có khí độc như vậy đâu, bán mua đồ ăn gì bình thường à, đâu có bị ung thư gì đâu. Yeah. Thì mấy chục năm trước đâu có ít người ta bị ung thư cũng có, ung thư mà ít. Không, bây giờ ung thư nhiều quá, bây giờ đồ ăn á, em Quỳnh biết không, trái cây đồ ăn là bây giờ nó ra cái gì bất cứ cãi, cái gì nó xịt mấy cái thuốc nó nhờ, nó dính vô rồi sau đây mình ăn á, nó toàn là mình bị ung thư mà mình đâu có biết đâu, ung thư nó nằm trong bụng nó phát ra. Dạ, cái chú Tám. Mà, bây giờ ăn cái gì cũng có độc hết á. Chú Tám ơi, chú dạ. Chú còn nhớ Mỹ mà nó qua bên Việt Nam mà nó quýnh một trận mà nó gãi chất độc không? Cho nên dạ, đó bây giờ cái tội của nó phải lãnh hưởng nặng nề nhất. Đúng rồi. Dạ. Nó bị phạt. Biết mấy cái nước mà nó ác nghiệp gì cũng có đó, người sẽ cũng bị ít hay bị nặng á. Có nhiều nhiều nước mà có nước nào nó cũng bị, có nhiều nước bị.
nó bị cái nghiệp á, cái cây á, nó hại 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 người đó. À, thằng Mỹ nó cũng bị luôn à, thằng Mỹ á cũng bị nặng lắm à, cái thằng Nhật nữa. Chừng thằng Nhật chừng quê nó rụng nước tràn Nam Châu, mà quê là quê kỳ đó chú, rụng rồi, đúng rồi, rụng là tiêu hết luôn á. Đúng rồi, nó bị đó. À, nó mắng một cái lại là thằng thằng Liên Xô đó, nó nhắm hạt nhân ở chỗ ông Mỹ rồi đó. Mình biết là hai cái cường quốc đó, nó bắn trước á, bắn qua cái nước mày trước à, tính sao vậy đó. Nó phải vậy đó, mình coi biết rồi, nó bây giờ nó hạt nhân là chuẩn bị rồi, sẵn sàng rồi, ở đâu nó cũng làm sẵn hết rồi. Chừng nào á, tới ngày giờ đó, tới rồi đó, là không có thoát được gì đó. Mình nói ví dụ á, ngày giờ tới đó, bây giờ không biết nữa, tới đâu tới, mình chỉ có mình niệm Phật cho nhiều, làm lành cho nhiều dạ con vậy cũng... đó.